Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay lên sóng cho anh em một cái chiếc mạch xúc đấy, nó cực kỳ là đẹp và chất lượng nhé. Đấy, con này thì nó là mạch cờ nát y anh em này. Đó, mạch cờ nát y này đấy, ghi rất là rõ ràng cho anh em nhé. Và anh biết rồi, riêng cái dòng cờ nát y này thì cái tiếng của nó rất là hay và giá thành nó cũng rẻ, đắt hơn, em xin lỗi, đắt hơn với những cái dòng mạch ví dụ như cờ nát khác đấy. Cái dòng mạch này rất là đắt tiền anh em này đó. Và thiết kế thì mặt sau thì anh em nhìn thấy không? Nó thiết kế chúng ta gọi là đầy đủ các cái tính năng và nhìn rất là đẹp nhé. Thiết kế đầu tiên là chúng ta có đảo pha này, volume này, cấp tần số thấp này. Rồi tín hiệu vào thì có đường hoa sen và đường canon anh em nhé. Có đường vào canon đó và đường line out luôn, tức là có đường vào và đường ra canon. Đó, cực kỳ chất đúng không? Đó. Và công suất ở đây thì nó ghi rất là rõ ràng này. À, công suất pin noi của nó là 1000W. Đó, tức là công suất max, còn anh công suất mà liên tục của nó chỉ có 450W thôi. 450W anh em thấy không? Với cái công suất 450W thì chúng ta có thể đánh được những cái dòng loa bát 30, bát 40 đánh thoải mái luôn anh em nhé. Đấy. Và ở đây độ nhạy lên tới 90 decibel này và trở kháng là 8 ohm. Đấy, thiết kế và sản xuất dựa theo dây chuyền của Italia anh em nhé. Đó, hàng đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Thế thì nói về nội thất thì ở đây anh em sẽ thấy em đã đặt sẵn rồi đây. Nó bao gồm là một chiếc nguồn là nguồn xuyến đồng anh em, nguồn xuyến đồng rất là to đấy. Với cái nguồn này thì em tự tin đánh bát 30 40 chưa ạ? Quá tự tin luôn đúng không? Nguồn xuyến rất là to luôn đó. Với chiếc bát 30 thì 40 của siêu trầm thì nó đánh thoải mái vô tư luôn nhá. Đấy, và sò ở đây thì em có thể đếm này, 1 này, 2 3 4 5 6 con sò, 6 trên nhá. Và bên dưới này có 6 con nữa, tổng là 12 sò. Đấy, 12 con sò liền. Và sò ở đây thì đều được trang bị sò Toshiba. Đấy, sò Toshiba nhé. Đấy, thế thì với chúng ta nhìn cái công suất bên ngoài này. Đấy, và thực tế nội thất bên trong. Thế anh em đã đủ tin tưởng chưa? Đấy, nhiều anh em còn chưa nhìn thấy nội thất thì còn ngại là ừ, người ta ghi này liệu có đúng không? Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào và cái kinh nghiệm làm âm thanh của em nhiều năm rồi, thì chúng ta nhìn này, với cái công suất nó ghi 400W là quá chính xác luôn. Anh em là rất là chính xác. Đấy, và rất là rõ ràng chi tiết về về cái công suất đó, nó không bị ghi ảo như những cái dòng mạch thông thường đó. Và cũng nhiều anh em đi mua các cái dòng mạch hoặc là mua cục đẩy thì hay hỏi là bao nhiêu sò. Thật ra là cái số sò ở đây thì anh em đừng nghĩ rằng là càng nhiều sò là nhiều công suất càng lớn nhá. Đấy, đừng nghĩ như vậy đó, mà chúng ta hãy hỏi trực tiếp là con này công suất nó là bao nhiêu watt, thì khi mà chúng ta về chúng ta ghép nối với loa thì nó rất là dễ anh em nhá. Đó, và con này được trang bị 12 sò. Đấy, mạch tản nhiệt đây anh em này, mạch nhôm anh em nhìn nó làm này. Quá đẹp đúng không? Sắc nét chưa anh em? Không những đẹp mà lại còn chi tiết nữa. Rất đẹp và chi tiết luôn. Đó, mạch tản nhiệt đây và có thêm một quạt gió nhá. Cái quạt gió này thì nó sẽ làm mát cho cái thanh tản nhiệt này. Khi mà anh em sử dụng nhiều giờ, đấy thì nó sẽ làm mát cho hệ thống. Đấy, anh em dùng yên tâm luôn. Đó, về tụ ở đây thì sẽ được trang bị là 4 con tụ này. 1, 2, 3, 4, mỗi tụ của nó là 10.000 mi và 100V. Đấy, 10.000 mi và 100V, 4 tụ nhé. Hàng bao đẹp, bao xuất sắc cho anh em. Bên trong đây chúng ta sẽ có hai bóng đèn chống cháy này. Đấy, hai bóng đèn này. Ok chưa? Đấy, bảo vệ cho anh em an toàn khi sử dụng hay là xảy ra sự cố nhé. Đấy, lên tới hai bóng đèn liền. Đó, anh em nhìn mên mạch của nó nhìn đẹp chưa? Quá đẹp đúng không? Đó. Và về thì anh em chỉ việc đấu trực tiếp hai cái dây này, dây chờ sẵn rồi này. Đấy, các bác anh em mà lôi nó ra và đấu trực tiếp vào bát loa là xong nhé. Đó, rất dễ đúng không? Thì còn trước khi mua thì anh em nhớ rằng là cho em là đo cho em cái kích thước này. À, kích thước của con này, đây em sẽ đo này cho anh em nhìn nó dễ nhé. Là 20 chiều ngang nhé. Chiều ngang là 27 phân. Ok chưa? 27 phân nhé, 27 phân chiều ngang. Chiều dọc nó là 29,2. Đấy, 29,2 phân anh em này. 29,2. Đó, 29,2 phân nhá. Đấy, thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ đo kích thước xem nó có vừa hay không, hoặc là em về tự dựng thùng thì chúng ta không phải quan tâm. Đấy, chúng ta mua mạch về sau đó chúng ta đo kích thước rồi chúng ta dựng lên một cái thùng. Đó, rất chất lượng luôn với cái dòng súp này. Bao phê cho anh em luôn nhé, hàng bao đẹp bao phê, anh em dùng thoải mái luôn. Đấy, anh em dùng thoải mái luôn nhá. Đấy, công suất rất là lớn và giá thì hiện tại em đang bán là 2.200.000 bao ship cho anh em. Đấy, anh em nhận hàng kiểm tra test hàng thoải mái. Và anh quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ. Và xin chào anh em.